ngày lễ của ngày này chạy số, tụi em cũng rất là vui bởi vì đi giao lưu được rất nhiều quý vị khán giả, và đặc biệt có như anh Phương Minh nói là em đi đến đâu cũng sẽ luôn có được rất nhiều quý vị khán giả yêu thương sẽ luôn đồng hành. Nên hôm nay Ngọc Tiên nghĩ rằng quý vị cùng chờ đợi đến giờ phút này cũng là sự yêu thương của quý vị dành tặng cho em. Và một cái tên rất là dễ thương, một từ giống như hồi nãy anh Lisa có nhắc đến, món dạ rất đáng yêu chúng ta. Còn bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ ngay với phần giao lưu với sóng gió cuộc đời chương trình hôm nay, đó chính là ái nữ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Thông Loan. Thôi chị thấy cái áo này nổi lên chị rồi, chị đi chưa? Cảm ơn chị. Dạ, Hồng Loan xin kính chào cả cô bác có mặt tại buổi lễ hôm nay. Lời chào trân trọng nhất anh. Dạ, lời đầu tiên Hồng Loan kính chúc ông bà cô chú được gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe và thành công trên cuộc sống nhiều hơn ạ. Dạ, bài đầu tiên cho Hồng Loan xin kính tặng ông bà cô chú là bài Lời Mẹ Ru. Bài này con được nghe ba con hát rất là hay, cho nên con hôm nay con muốn học hỏi thêm và truyền cảm thông thêm về cái bài này để gửi tặng ông bà cô chú trong dịp dịp hôm nay ạ. Con cảm ơn rất nhiều.
Đẩy con nước. Đẩy giòn em nước dạ, bài thứ hai tôi xin gửi tặng cho các bà cô chú là bài Cũng Phận Đời Con của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Mong bà cô chú cùng thưởng thức cho con nè. Rồi hát bài rồi ông hát bài này.
lần nữa con rất là vui, rất là vinh hạnh và đúng là cảm ơn ông bà cô chú đã yêu thương đến hộ con. Chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn chị Nhi, cảm